Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel VN. Mình là Thương Bền. Và nếu đây là lần đầu tiên mà bạn nhìn thấy mình trên kênh YouTube thì hãy bấm nút đăng ký và bấm nút chuông ở bên dưới để nhận thông báo về các bài tập của mình. Mình up clip vào mỗi tuần, 1 hoặc 2 hoặc 3 clip vào mỗi tuần nha. Nếu bạn đã sẵn sàng thì hãy cùng chạy thẳng ra và tập bài tập cho cơ bụng và hông của ngày hôm nay thôi. Nào bắt đầu thôi. Để bắt đầu, bạn hãy ngồi lên giữa thảm và đưa hai chân về phía trước. Lắc nhẹ hông và vai. Ngồi sát vào giữa thảm, đẩy các ngón chân của bạn cao lên trời, hai tay bạn đặt lên bắp đùi. Mắt nhìn thẳng về phía trước. Hít và thở một vài nhịp. Vươn tay phải của bạn lên trời, kéo dài các ngón tay phải và kéo căng người lên. Và đưa tay phải về phía trước, giãn vai ra. Nâng chân trái lên và nắm lấy mép phía ngoài của chân trái. Sau đó bạn đá thẳng chân về phía trước. Nếu chưa đá thẳng được chân, bạn hãy giữ chân co, nhưng mà đẩy lồng ngực lên. Chân thẳng về phía trước, sau đó bạn vươn tay trái lên trời. Các ngón tay kéo căng, xòe lên trời, rồi xoay mặt ra sau và mở tay trái, mắt nhìn về phía sau. Xoắn người hết về sau, chân phải dưới sàn, vẫn cố gắng đẩy các đầu ngón chân chỉ vuông góc lên trời. Giữ ở đây 5 nhịp thở. Xoay cằm ra sau luôn. Một nhịp thở cuối cùng. Hít vào, rồi xoắn mở căng vai bạn ra sau. Nhìn về phía đầu thảm. Vươn tay trái lên trời, lồng ngực mở căng. Và hạ chân trái, hạ tay phải xuống. Mình đổi bên, ép chặt đùi, đầu gối và kiểu mũi chân lên trời. Vươn tay trái của bạn cao lên trời, xòe các ngón tay rướn lên. Đưa tay trái về phía trước, lắc lắc nhẹ vai và chỉa thẳng tay trái về đầu thảm. Sau đó bạn dùng tay trái nắm lấy mép ngoài của chân phải và đạp căng về phía đầu thảm. Lồng ngực bạn mở ra, ưỡn hết bụng và nâng phần lưng lên. Cố gắng đừng để còng lưng mà ưỡn về phía trước, ruồn người lên. Vươn tay phải lên trời, chỉ thẳng tay phải lên. Phần chân phía trước giữ cố định. Bạn nhẹ nhàng xoay mặt về sau và vươn tay phải ra sau, mắt nhìn ra sau. Xoắn người nhìn theo tay phải. Giữa đây 5 nhịp thở. Mỗi nhịp thở ra, cố gắng xoắn người ra sau nhiều hơn, mở lồng ngực ra nhiều hơn. Xoay cằm ra sau luôn. Một nhịp cuối cùng, hít vào sâu, rướn người và thở mở hết về phía sau. Sau đó xoay mặt nhìn về đầu thảm. Vươn tay phải lên trời, kéo căng người lên, đạp chặt chân phải về phía trước. Rồi thở ra, từ từ hạ tay xuống vai, hai đầu hai tay xuống bắp đùi. Hít, thở nhẹ ra. Hai chân bạn khép lại, gót chân và mũi chân chạm. Hai tay bạn vươn lên trời, các ngón tay xòe rướn lên, hít vào sâu, thẳng lưng và rướn về phía trước. Nhắc lại là cố gắng giữ lưng bạn thẳng, ra về trước.
ra về trước thêm chút nữa. Kéo giãn lưng rướn về trước, sau đó bạn nắm lấy chân, khuỷu cùi chỏ và đẩy căng lồng ngực về phía trước. Không cần ép đầu xuống sàn, chỉ cần giữ ở đây, nắm chặt lấy chân. Nếu bạn chưa nắm được chân, hãy dùng khăn quàng qua chân và nắm lấy hai đầu của khăn. Thì tác dụng cũng sẽ tương tự, bạn khuỷu cùi chỏ và đẩy lồng ngực về phía trước theo hướng này. Kéo dài lưng ra. Mục đích của động tác này là làm giãn hết các đốt sống ở lưng, kéo căng hết các đốt sống và giãn lại lưng. Cho nên bạn đừng cuộn người lại và rớt đầu xuống, mà ưỡn lồng ngực nhiều về trước, rướn căng ngực, kéo vai dài ra, rướn cằm ra luôn. Hít đều và thở đều ra. Mỗi nhịp thở ra, bạn cố gắng rớt xuống thêm chút xíu. Ra, xuống chút xíu, ra và rướn nhiều về trước. Nhịp cuối cùng hít sâu, đổ hơi về phía trước. Rồi vươn tay và nâng người lên. Nâng cao hai tay rướn lên. Đưa hai tay của bạn ra sau lưng. Các ngón tay xòe và chỉ vào mông. Hai bàn tay chống chặt dưới sàn. Mũi chân chỉ về phía trước. Gót chân nằm dưới sàn. Hai ngón chân cái chạm vào nhau và chỉ căng chân về trước. Kéo căng chân ra. Từ đây bạn bám chặt tay và đẩy người nâng mông lên khỏi sàn. Nếu được hãy bám các đầu ngón chân của bạn xuống sàn luôn. Giữ ở tư thế này trong vòng 5 nhịp thở. Hai tay đẩy chắc, hai chân bám vào dưới sàn. Hông nâng cao, tạo thành một tấm ván. Một nhịp cuối cùng đẩy căng hông lên. Và nhẹ nhàng hạ từ từ hông xuống. Đưa hai tay về phía trước, lắc lắc nhẹ hai bàn tay. Kéo hai đầu gối vào người, lắc qua bên phải, qua bên trái. Và bạn chéo hai chân rồi đứng thẳng người lên luôn. Đứng lên đầu thảm. Mũi chân bạn khép lại, gót chân hơi mở ra. Giữ người ở vị trí. Lưng thẳng, vai mở rộng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Hít vào sâu và thở dài ra sâu. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, kéo dài người, giãn lưng, mắt nhìn theo tay. Thở ra, đạp dài người xuống, hai tay chống bên chân. Hít vào, ngẩng mặt, rướn lưng nhìn về trước. Thở ra, đạp xuống sàn, rút chân phải của bạn ra sau. Mũi chân chống, các đầu ngón tay chống nhìn về trước. Hạ đầu gối sau dưới sàn, vẫn giữ mũi chân sau chống. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời. Kéo người cao, bạn các ngón tay rướn lên, rướn các ngón tay lên. Từ vị trí này, giữ chặt các ngón chân phía sau và nâng đầu gối sau lên khỏi sàn. Nhìn về trước mặt, hít vào. Thở ra, đổ ra người về trước, các đầu ngón tay kéo căng. Gót chân đạp dài ra sau. Và chống hai tay xuống dưới sàn, rút chân trước ra sau, đẩy lưng ra phía sau trong tư thế đào đót. Ra, người vào sau, thở ra. Hít vào, đưa người về trước trong tư thế tấm ván, hông giữ chặt, mắt nhìn chéo xuống sàn. Ra hạp dài người xuống, lật lồng ngực, nâng lên tư thế rắn hổ mang hoặc là tư thế chó ngẩng mặt. Rồi đẩy ra sau trong tư thế đào đót. Đẩy dài người, thở dài ra. Chân phải bạn đá cao lên trời, mũi chân chỉ lên,
và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt đặt thẳng chân sau, duỗi lưng nhìn về phía trước. Hít vào, hạ đầu gối và vươn hai tay lên trời, hướng người cao lên. Bạn bám các ngón chân trái dưới sàn. Hít vào, bạn nâng đầu gối sau, rướn người cao. Thở ra, đổ rạp người về phía trước, nhón chặt chân phía sau, các ngón tay chỉ dài ra. Chống hai tay xuống sàn, rút ra sau trong tư thế đào đó, đẩy căng người, thở ra. Vươn về trước trong tư thế plank pose. Rạp người xuống sàn, ớt đó. Và đẩy ra sau, đào đó. Thở dài ra. Vươn người về trước trong tư thế plank trở lại. Bạn hạ hai đầu gối xuống sàn. Hai bàn tay bám chặt từ cổ tay với vai vuông góc, từ đầu gối tới hông vuông góc. Siết bụng lại, nâng lỗ rốn của bạn cao lên và nhìn thẳng về phía trước mặt. Nào mình sẽ tập cho chân, cho phần mông bên phải trước. Bạn chặt chân trái, hai bàn tay phía trước. Bạn nâng đầu gối bên phải nâng ngang lên. Và thở ra, hạ xuống. Hít vào, nâng ngang lên. Thở ra, hít. Thở ra. Điều quan trọng trong động tác này là bạn phải gồng và giữ chặt được phần cơ bụng. Bạn đừng để lông lưng bạn lỏng xuống thì tác dụng của động tác sẽ không cao. Mà siết bụng lại, bạn cảm giác phần lỗ rốn của bạn được kéo lên. Phần bụng và phần hông giữ chặt vào nhau, phần lưng và phần hông giữ chặt vào nhau. Thì lúc này tác dụng lên phần mông sau mới nhiều. Nào lặp lại nha, hít vào. Đây, xuống, hít. Hít. Thở ra. Hít. Thở ra. Hít. Thở. Hít. Thở, 3, hai tay thẳng, 2, 1, nhịp cuối cùng, lên, rồi hạ xuống, lắc hông qua hai bên. Mình đổi bên, bám hai tay chặt, dồn lực lên đầu gối bên phải, hóp bụng, nâng thắt lưng lên, siết cơ bụng chặt và nâng chân trái lên rồi hạ xuống. Nâng lên rồi hạ xuống, nâng song song lên, xuống, cố gắng giữ người cố định chỉ nâng chân thôi, lên, xuống, hít vào, lên, hít, thở, hít, thở, hít nâng cao chân, thở ra, 5, 4, 3, 2, đừng quên siết cơ bụng, 1, nhịp cuối cùng, lên, rồi hạ xuống, lắc hông qua hai bên, lùi ra sau và ngồi lên gót chân. Trong tất cả các động tác tập cho cơ bụng thì điều quan trọng là bạn phải siết và gồng giữ chặt cơ bụng, thì mục tiêu của bài tập và mục đích của bài tập mới dồn chặt được vào cơ bụng nha. Đặt hai tay lên bắp đùi, nhắm mắt và hít thở một vài nhịp. Hít bằng mũi và thở ra bằng mũi. Cảm giác nhịp tim bạn đập êm và đều lại.
một nhịp thở cuối cùng, hít vào. Rồi, thở dài và mở mắt ra. Mình sẽ tiếp tục chuỗi tiếp theo. Hãy lau bớt mồ hôi trước khi mình vào chuỗi tiếp theo. Chống tay và đứng lên đầu hạng trở lại. Khép hai mũi chân, mở rộng gót chân ra, mắt nhìn về phía trước. Hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, kéo dài người, giãn lưng lên, hai tay chắp lại. Thở ra, bạn đổ người về trước và khuỵu đầu gối đứng lên trong tư thế cái ghế. Siết chặt phần hông vào trong, chỉ phần thắt lưng, chỉ phần xương cụt xuống sàn và vươn hai tay lên. Nếu được, hãy nâng các ngón chân lên khỏi sàn luôn, giữ ở trong tư thế cái ghế. 5 nhịp thở hít. Thở dài ra. Nhịp cuối cùng. Hít. Rồi thở hai tay chắp, thẳng đầu gối và mười xuống sàn, mềm lưng ra. Hít vào, thở mạnh, mềm lưng cong cong. Thở ra, đạp xuống sàn. Lần này hãy bước chân trái ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, đặt hai tay lên đầu gối phía trước và đẩy lưng bạn ra phía sau. Chống hai tay lên hông, nhìn thẳng về phía trước mặt, đạp chặt chân trước và mũi chân sau, hạ đầu gối sau xuống sàn. Hít vào, nâng đầu gối sau lên, đùi sau siết chặt lại, phần hông chỉ xuống. Thở ra. Hít vào, nâng đầu gối sau lên. Thở ra. Lần này mình sẽ vươn hai tay lên trời, kéo các ngón tay, kích hoạt các ngón tay và kéo căng lên. Sau đó bạn nâng đầu gối, hít vào lên. Thở ra. Hít vào, nâng cao lên. Thở ra. Một nhịp cuối cùng, hít vào, nâng chân cao. Rồi, thở ra, hạ đầu gối, hai tay chống lên hông, úp bàn chân sau dưới sàn, lồng ngực bạn mở rộng, mắt nhìn về phía đầu thảm. Một nhịp thở nữa ở đây, hít vào sâu. Rồi, thở dài ra, đổ rạp người về phía trước, chống hai tay, nhón mũi chân, nâng đầu gối và bước ra sau trong tư thế đao đót. Đẩy dài người, thở ra, vươn về trước trong tư thế plank pose. Đổ rạp người xuống sàn, ốp đót, ngẩng mặt, ngỡ lưng, nhìn lên và thở ra, đao đót. Đẩy người dài ra sau. Mình đổi chân, đá chân trái cao lên trời và bước chân trái lên giữa hai tay, nhọn các đầu ngón tay nhìn về trước. Sau đó bạn đặt hai tay lên đầu gối và đẩy lưng ra sau, đẩy lồng ngực nhiều ra sau, chống hai tay lên thắt lưng, hạ đầu gối sau dưới sàn. Hít vào, nâng đầu gối sau lên. Thở ra. Cố lên, hít vào, nâng lên. Thở ra. Một nhịp nữa, hít vào, nâng đầu gối sau lên. Rồi thở ra, hạ dưới sàn, vươn hai tay cao lên trời, chỉ các đầu ngón tay và rướn lên. Tiếp tục nâng đầu gối sau lên, hít. Thở ra. Nâng đầu gối sau lên, hít vào. Thở ra. Hai nhịp nữa, hít vào. Thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào. Rồi, thở ra. Chống hai tay lên hông, giữ trong tư thế này và hít thở một vài nhịp.
Một nhịp cuối cùng hít vào sâu, rồi thở ra. Rũ rạp người về trước, chống hai tay dưới sàn, nhón mũi chân nâng đầu gối sau và bước chân trước ra sau trong tư thế Down Dog để dài người. Thở ra, hít vào, vươn về trước, Plank Pose, đổ người xuống sàn, Up Dog hoặc là Cobra, đẩy ra sau, Down Dog. Thở ra, lắc hông và lắc vai nhẹ, mềm qua hai bên. Rồi hạ hai đầu gối của bạn xuống sàn, bám chặt hai tay. Việc đầu tiên bạn phải làm là siết cơ bụng, nâng lỗ rốn của bạn lên, nhìn thẳng về phía trước. Bám chặt hai tay và đưa chân phải ra sau. Mũi chân phải chạm xuống sàn, nào nâng hông phải và nhìn lên. Bạn chặt tay phải, bạn đưa tay trái chỉ dài về phía trước, toàn bộ người kéo căng, giữ trên một đường thẳng. Đưa người dài ra. Từ từ hạ tay trái xuống, hạ đầu gối phải xuống, bình đổi chân, hóp bụng, nâng lỗ rốn, siết bụng chặt. Mỗi chân trái chuẩn và đưa ra sau, nâng bụng, nâng hông, bám chặt hai tay. Giữ lực dồn lên tay trái và vươn tay phải về trước, kéo dài người ra. Gồng và siết chặt cơ bụng của bạn. Một nhịp nữa, hướng các đầu ngón tay đạp chặt chân ra sau. Rồi hạ tay, hạ đầu gối dưới sàn. Lắc nhẹ hông vai qua hai bên. Chống hai cùi chỏ xuống sàn. Và dùng tay, bàn tay nắm lấy hai cùi chỏ nắm chặt vào để đo khoảng cách vuông góc từ vai tới cùi chỏ của bạn. Sau đó bạn mở hai tay về trước và đan các ngón tay chặt lại giống như là tư thế bay khi mà mình lên động tác headstand đứng bằng đầu nha. Nắm chặt tay này, mũi chân nhón ra sau và đẩy hông ra sau trong tư thế dolphin, tư thế con cá heo. Đây là một trong những tư thế tập cho phần vai và phần core của bạn chắc để mà bạn lên động tác đứng bằng đầu dễ hơn. Thì một vài bữa nữa mình sẽ làm cái clip cách tập các động tác để bạn giữ chắc được lực khi đứng bằng đầu. Lần này mình sẽ tập cách dồn, giữ bụng, siết chặt bụng, lưng và vai nha. Đẩy hông ra sau, hít vào. Bây giờ bạn chỉ hai ngón cái của bạn lên, mắt nhìn vào hai ngón cái, rồi đưa cằm về phía trước, đưa xa vượt qua hai ngón cái luôn. Bụng siết chặt, đẩy người về trước. Thở ra, đẩy dài ra sau. Hít vào, đưa người về trước, vượt qua ngón tay cái, siết bụng, siết hông lại. Thở ra, đẩy ra sau. Hít vào, thở ra. Hít, thở, hít, thở. 3 nhịp nữa, hít vào, thở ra, hít, thở ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, đưa về trước, siết hông và giữ chặt ở đây. 5 4 3 2 1. Rồi đẩy dài người ra sau, lỏng trán xuống sàn, lỏng đầu và chống hai đầu gối của bạn xuống sàn. Lắc nhẹ hông, lắc nhẹ vai qua hai bên. Rồi bạn chéo hai chân, chống hai tay về bên cạnh khuôn mặt và lật người ngồi lên.
rồi đưa hai chân về đầu thảm, nằm ngửa ra. Nếu bạn bị vướng cột tóc hay là kẹp ở trên đầu thì hãy gỡ ra, tạo độ khoảng trống cho đầu bạn nằm hết dưới sàn. Cằm và cổ thẳng ra, hai tay úp bên cạnh lưng, hai chân bạn chống bên cạnh người. Nâng hông lên trong tư thế cây cầu, hông nâng cao lên, hai tay bạn đan vào dưới lưng, đẩy bụng. Giữ trong tư thế cây cầu. Khép hai chân vào trong, mũi chân và gót chân của bạn chạm vào trong. Bây giờ khép đầu gối lại, nâng hông lên luôn, đạp chặt chân trái dưới sàn. Bạn chỉ chân phải vẫn giữ đầu gối phải kẹp vào đầu gối trái, mũi chân chỉ chéo về phía trước, giữ đây 5 nhịp, phần mông và phần bụng siết lại. 5 4 3 2 1 Từ từ chống chân phải của bạn dưới sàn, hai chân đạp chắc, đẩy lên, hai đầu gối khép chặt vào trong. Bạn rút chân trái và chỉa chéo về phía trước, đầu gối trái và phải vẫn khép chặt chặt vào nhau. Giữ 5 nhịp tiếp theo. 5 4 Nâng hông cao lên. 3 2 1 Từ từ hạ chân và mở hai đầu gối rộng ra, hai chân rộng ra, trở lại, hai tay mở ngang, giữ trong tư thế này, hít và thở ra một vài nhịp. Giữ cố định chân trái và bạn đưa chân phải về giữa thảm, đạp về giữa thảm. Sau đó bạn chỉ mũi chân trái lên trời, kéo mũi chân trái đẩy cao hông lên, hít vào, thở ra, hạ thắt lưng dưới sàn. Hít vào nâng lên, thở ra. 2 3 2 nhịp nữa. 4 nhịp cuối cùng. 5 rồi hạ xuống và nâng cao lên, chống chân trái, mở rộng hai chân ra, lắc nhẹ nhàng hông qua hai bên. Sau đó bạn đưa chân trái vào giữa thảm, mình lặp lại động tác này cho chân bên phải đạp chắc chân trái dưới sàn. Sau đó bạn chỉ thẳng mũi chân phải và nâng hông lên trời, mũi chân kéo lên, hạ thắt lưng lên, hạ thắt lưng, kéo cao lên, xuống, lên, xuống, nâng lên, hai nhịp nữa, xuống, nâng lên, xuống, nâng cao lên và chống chân phải xuống sàn, hai chân mở rộng ra, lắc nhẹ hông qua hai bên. Rồi từ từ thả các đốt sống của bạn xuống sàn và kéo đầu gối vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng, lắc người nhẹ qua hai bên. Đổ hai đầu gối qua bên phải và xoắn khuôn mặt, mở vai về bên trái. Nâng hai đầu gối lên trở lại, đổ hết về bên trái và xoay mặt qua bên phải.
sau đó nâng người lên, ép chặt vào lồng ngực, kéo cằm lên và giảm dài hai chân, lỏng đầu xuống sàn, hai tay mở rộng bên cạnh người, thả lỏng toàn bộ người ra, giữ trong vị trí thả lỏng này 2 phút trước khi mình kết thúc bài tập. Cử động nhẹ lại các ngón tay, lắc lư các ngón chân, đánh thức cơ thể bạn trở lại. Đầu gối kéo vào lồng ngực và đổ nghiêng, nằm nghiêng người về một bên. Chống tay xuống sàn và bật người ngồi thẳng lưng lên. Hai tay bạn đặt lên đầu gối, lồng ngực mở rộng ra, bạn xoay tròn người qua phải, hướng về trước, vòng qua trái, dùng người vẽ thành một hình vòng tròn rồi đưa ra sau. Một vòng nữa. Rồi vẽ hai vòng theo chiều ngược lại. Quay về vị trí trung tâm, khuôn mặt mềm, lòng ngực vai thả lỏng ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Thương Bình và Blog Yogi Travel VN. Hy vọng bài tập ngày hôm nay sẽ kích hoạt được năng lượng ở phần cơ bụng và tăng thêm cỡ phần hông của bạn. Tạm biệt bạn, đừng quên bấm nút đăng ký, bấm nút like và bấm nút chuông để nhận thông báo về bài tập tiếp theo nha. Namaste.